Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 4 từ câu 5 đến câu 15 và từ câu 19 đến câu 26 và câu 39 và câu 40 đến câu 42. Vậy, người đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa đất của ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giê-xu nói với người ấy, chị cho tôi xin chút nước uống. Lúc đó, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giê-xu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Chị ấy nói, thưa ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp? Người đã cho chúng tôi giếng này, chính người đã uống nước giếng này. Và cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Đức Giê-xu, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Người bảo chị ấy, chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Đức Giê-xu bảo, chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng của chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu phán, này chị, hãy tin tôi. Đã đến giờ các ngươi sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các ngươi thờ đứng các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đứng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính thức là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết Đấng Messiah gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giê-xu nói, Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta. Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành đến gặp người. Trong khi đó, các môn đệ thưa với người rằng, Rabbi, xin mời thầy dùng bữa. Người nói với các ông, thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết. Các môn đệ mới hỏi nhau, đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng? Đức Giê-xu nói với các ông, lương thực của thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này, thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng, đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời. Và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy câu tục ngữ, kẻ này gieo, người kia gặt quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không vất vả làm ra.
người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ. Và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay lại thuật lại cho chúng ta một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Gia-cóp. Đây là cuộc gặp gỡ vượt qua mọi dự đoán và tính toán của những con người thời Đức Giêsu. Xét về khía cạnh con người, về tôn giáo và về giới tính, thì không thể nào xảy ra cuộc gặp gỡ đối thoại giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari được. Một mặt người Do Thái và người Samari có mối bất hòa không đội trời chung, bắt nguồn từ rất xa xưa, khoảng vào năm 720 trước Công nguyên, người Assyri xâm chiếm vương quốc Samari. Phần lớn dân Samari bị đi lưu đày, số còn lại thì bị các dân tộc khác đến ở và đồng hóa. Vì thế, theo người Do Thái, những người Samari còn ở lại đã làm mất sự thuần chủng Do Thái. Họ bị coi là dân tội lỗi và ô uế. Người Samari bị người Do Thái khinh miệt và loại trừ. Ngược lại, người Samari cũng chống đối và cắt đứt quan hệ với người Do Thái. Như vậy, xét về con người, Đức Giêsu là một người Do Thái, không thể nói chuyện với một người Samari. Xét về khía cạnh tôn giáo, Đức Giêsu không được tiếp xúc với một người tội lỗi như người Samari. Mặt khác, theo luật của Pharisêu, cấm người đàn ông không được chào hỏi, nói chuyện với người phụ nữ, ngay cả vợ, con gái hay chị em của mình giữa nơi công cộng. Cho nên, việc Đức Giêsu vượt qua tất cả những rào cản để có thể đến gặp gỡ và đối thoại với người phụ nữ Samari cho thấy tình yêu và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với con người, nhất là những con người tội lỗi. Thiên Chúa không ngừng yêu thương con người. Ngài yêu thương ngay cả khi con người còn trong tình trạng tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương, nâng đỡ và hướng dẫn con người đến sự thiện, đến cuộc sống thật trong Thiên Chúa. Chính trong tình yêu này đã giúp cho con người nhận ra tình trạng nghèo nàn, yếu đuối và tội lỗi của mình. Và lúc con người ý thức tình trạng nghèo nàn, yếu đuối và tội lỗi của mình, thì cũng là lúc con người bắt đầu một hành trình chữa lành, một hành trình mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Người phụ nữ Samari trong tin mừng hôm nay có một quá khứ đầy tội lỗi. Bà đã có 5 đời chồng và đang ở với bà không phải là chồng. Đức Giêsu tiến đến, mở đầu cuộc gặp gỡ. Người đã giúp cho chị thấy sự trống rỗng và vô nghĩa của những việc làm trước đây. Sau đó, người chỉ cho chị cách thế để bắt đầu lấp đầy sự trống rỗng và vô nghĩa này. Không phải từ bên ngoài, mà là từ bên trong. Bằng cách này, Đức Giêsu giúp cho chị sẵn sàng đón nhận ân huệ mà người muốn ban tặng. Một sự thay đổi lạ lùng đã xảy ra nếu như trước đây, khi tội lỗi chị xa lánh người khác, thì nay những tội lỗi đó lại là tiền đề để chị cho người khác thấy về tình yêu của Thiên Chúa. Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành nói với người ta, đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao? Sự sống mới bắt đầu trào dâng trong chị và lan tràn qua những người khác. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Số người tin vào lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo với người phụ nữ,
không phải vì nghe lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Xin Chúa cho chúng con biết những cuộc gặp gỡ với Chúa trong cầu nguyện, trong các việc lành, trong việc chia sẻ bác ái, lấp đầy cuộc sống của chúng con để cuộc sống của chúng con trở nên ý nghĩa trước mặt Chúa. Amen.